Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentiety Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục một số lỗi không kết nối được SSL VPN Tunnel trên FortiGate. Các lý do có thể khiến kết nối FortiClient SSL VPN không thành công dựa trên tỷ lệ phần trăm cụ thể. Các lỗi phát sinh có rất nhiều nên các bạn cần phải kiểm tra chi tiết từng phần. Khi các bạn sử dụng phần mềm FortiClient để kết nối SSL VPN, rất nhiều trường hợp chúng ta kết nối và nhận được thông báo lỗi Unable to establish the VPN connection, the VPN server may be unreachable, kèm theo phía sau là các mã code như là -5, -14, v.v. Tương ứng với mỗi trường hợp này, các bạn sẽ thấy status của VPN load đến các mức phần trăm nhất định. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết nối SSL VPN không thành công như tính tương thích giữa FortiClient và phiên bản FortiOS hoặc các cài đặt thông số liên quan. Do vậy chúng ta sẽ cần kiểm tra tất cả các yếu tố liên quan và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn dựa trên các mốc phần trăm khi kết nối và tính tương thích giữa phiên bản FortiClient và FortiOS chứ không phải các mã lỗi như -5, -14, v.v. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ khắc phục được hầu hết các trường hợp chứ không phải tất cả. Vì những vấn đề liên quan đến lỗi phần mềm, lỗi do Windows rất khó check nên chuẩn nhất thì các bạn vẫn phải bật debug hoặc bắt gói tin với Wireshark để xem VPN đang bị lỗi ở giai đoạn nào và do nguyên nhân gì. Nhưng để làm được như vậy thì các bạn cần có hiểu biết sâu về hệ thống và phần mềm, còn các bước check nhanh sẽ giúp chúng ta khắc phục được phần lớn các lỗi thường gặp. Khi FortiClient dừng ở 10%, các bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Unable to establish the VPN connection, the VPN server may be unreachable. Phía sau sẽ không có mã lỗi như là -5 hay là -14. Lỗi này thường do kết nối mạng. Lúc này thì FortiClient mới chỉ đang kết nối đến server thông qua IP và port. Các bạn có thể kiểm tra các thông số liên quan đến phần kết nối mạng. Trước tiên chúng ta thử kiểm tra kết nối mạng trên PC và xem PC có thể ping được đến IP Remote Gateway hay không. Như của mình đang không ping được nên không thể kết nối, mình sẽ kiểm tra lại kết nối mạng. Bây giờ ping ok thì mình sẽ không gặp lỗi này nữa, VPN đã vượt qua mốc 10%. Ngoài ra các bạn cũng có thể kiểm tra SSL port trên FortiGate và FortiClient có trùng nhau không nếu đã ping thông. Mặc định trên FortiGate dùng port 443 nhưng khi cấu hình các bạn thường đổi port này để tránh trùng với port HTTPS trên các dịch vụ khác. Hai thông số này cần giống nhau trên cả firewall và FortiClient. Các bạn có thể kiểm tra cấu hình trên firewall hoặc truy cập thử thông qua trình duyệt web nếu các bạn có sử dụng web tunnel. Khi web tunnel truy cập được bằng IP1 2.port thì phần network đã thông và các bạn sẽ không gặp lỗi VPN dừng ở 10% nữa. Khi FortiClient dừng ở 31%, các bạn thường gặp thông báo lỗi với mã code -5029. Nếu các bạn thấy mã lỗi này thì nghĩa là phiên bản SSL, TLS không khớp giữa máy client và FortiGate. Các bạn cần đảm bảo phiên bản TLS và SSL trên PC và FortiGate tương đương nhau. Lỗi này mình thường thấy trên các phiên bản FortiOS thấp hơn 6.4 thì phải. Mình cũng không check được kỹ là phiên bản nào. Đối với các phiên bản mới khoảng từ 6.4 trở lên thì phần cấu hình sẽ là giới hạn phiên bản SSL, TLS tối thiểu và tối đa. Còn với các phiên bản cũ hơn thì sẽ là Enable hoặc Disable phiên bản nào đó. Lỗi này sẽ gặp ở phiên bản thấp do chúng ta Enable hoặc Disable các phiên bản SSL mà trên máy tính lại đang sử dụng phiên bản đó. Còn với phiên bản mới thì nếu SSL trên PC và FortiGate không giống nhau thì FortiClient sẽ dừng lại ở mức 40%. Mình không có bản OS thấp để demo, tuy nhiên để xử lý các bạn có thể kiểm tra cấu hình SSL. Trên FortiGate, các bạn truy cập vào CLI của thiết bị. Kiểm tra bằng lệnh get VPN SSL setting. Chúng ta sẽ thấy phiên bản yêu cầu của SSL và TLS ở đây.
Còn phiên bản thấp các bạn sẽ thấy ở đây là danh sách các phiên bản và trạng thái là Enable và Disable. Trên PC, các bạn truy cập vào Control Plane, Internet Option, chọn tab Advanced, kéo xuống dưới và kiểm tra các mục SSL và TLS. Các phiên bản TLS và SSL cần phải tương ứng với firewall. Nếu trên FortiGate có cấu hình thông số SSL Min Protover hoặc SSL Max Protover, nghĩa là yêu cầu phiên bản SSL tối thiểu hoặc tối đa, thì các bạn cũng cần phải enable từ phiên bản tối thiểu trở lên. Khi FortiClient dừng lại ở 40%, việc này là do máy tính hiển thị một cửa sổ mới thông báo về SSL, TLS, Certificate. Vấn đề này xảy ra khi các bạn sử dụng chứng chỉ mặc định của firewall. Tuy nhiên, vấn đề là pop-up này thường sẽ không hiển thị lên phía trước mà ẩn phía sau của FortiClient hoặc ứng dụng khác, đôi khi chúng ta không để ý. Các bạn chỉ cần kiểm tra xem có pop-up nào hiện lên thì nhấn Yes để tiếp tục kết nối thôi. FortiClient sẽ vượt qua được mốc 40%. Ngoài ra thì mức 40% cũng có một số trường hợp liên quan đến kết nối mạng hoặc do một ứng dụng nào đó trên Windows. Nếu nhấn Yes rồi mà FortiClient vẫn dừng ở 40% thì các bạn có thể tắt hết các ứng dụng khởi động của Windows, reboot lại máy tính và chỉ bật FortiClient để kiểm tra lại. Nếu ở mức 40% các bạn nhận được mã lỗi trừ 5029 hoặc thông báo về Certificate như với trường hợp 31%, thì các bạn cũng cần phải kiểm tra lại SSL, TLS như với trường hợp 31%. Tuy nhiên, phổ biến nhất là pop-up phía trên. Khi FortiClient dừng lại ở mức 48%, nghĩa là các bạn đang gặp vấn đề với Two Factor Authentication và các bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Credential or SSL VPN configuration is wrong, trừ 7200. Khi đó chúng ta cần kiểm tra lại thông tin xác thực như tài khoản và mật khẩu, vì vấn đề này thường do chúng ta nhập sai tài khoản. Các bạn chỉ cần kiểm tra và nhập tài khoản chính xác là được. Khi đúng tài khoản và mật khẩu thì các bạn sẽ vượt qua được mốc 48%. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cần phải cấu hình mức bảo mật trong Internet Option lên mức 2 trong một số trường hợp. Các bạn truy cập vào Control Plane, Internet Option, chọn tab Security, chọn Internet và chỉnh Security Level 4 Zip Zone lên mức 2 hoặc xuống Medium rồi Test. Có một số trường hợp cần lên 2, còn một số thì cần xuống Medium. Khi FortiClient dừng ở mức 80%, các bạn có thể sẽ gặp các thông báo lỗi Unable to log on to the server do username or password may not be configured properly for this connection. Có khá nhiều thông báo lỗi khác nhau ở mức 80% này. Vấn đề này thường do đặc quyền của user. Các bạn cần kiểm tra user và user group trên firewall. Lỗi này thường xảy ra do tài khoản đó có trên FortiGate nhưng không thuộc nhóm người dùng có quyền truy cập vào VPN. Các user này phải thuộc trong nhóm người dùng được cấu hình trong SSL VPN setting và trong firewall policy. Nếu các bạn gặp phải mã lỗi Unable to establish the VPN connection, the VPN server may be unreachable, -14, thì có thể là do user hoặc user group không khớp giữa SSL VPN rule và firewall policy cho SSL VPN. Các bạn có thể sử dụng user hoặc user group đều được, tuy nhiên phải giống hệt nhau trong VPN setting và firewall policy. Như trường hợp của mình thì SSL VPN mình đang sử dụng là user cho xác thực. Còn policy thì mình lại đang dùng user group. Mình sẽ chỉnh SSL VPN về user group.
Chỉ cần các phần xác thực chúng ta sử dụng chung một loại là user hoặc user group giống nhau là chúng ta sẽ không gặp lỗi ở mức 80% này. Nếu FortiClient dừng ở mức 98% thì có thể là do cài đặt FortiClient bị lỗi hoặc sự cố do hệ điều hành của các bạn. Lúc này thì các bạn có thể cài đặt lại FortiClient hoặc kiểm tra tính tương thích giữa FortiClient, FortiGate và EMS. Lỗi này cũng có thể xảy ra khi các bạn sử dụng phiên bản FortiClient miễn phí, tuy nhiên thì trường hợp này chúng ta ít khi gặp. Trường hợp này các bạn có thể sử dụng các máy tính khác, download bản FortiClient trên trang của hãng về để test thử. Vì khi load đến 98%, nghĩa là VPN đã hoàn thành các quá trình xác thực rồi, nó chỉ liên quan đến phần mềm thôi. Nếu như tất cả các bước trên các bạn đều đã thử nhưng vẫn không khắc phục được lỗi thì chúng ta có thể phải kiểm tra tính tương thích giữa phiên bản FortiClient và FortiOS. Mỗi phiên bản FortiOS sẽ chỉ hỗ trợ một số version FortiClient nhất định. Mặc dù đây là bản FortiClient EMS hỗ trợ rất nhiều các tính năng và tính tương thích chủ yếu phụ thuộc vào các tính năng bảo mật, chúng ta chỉ dùng bản VPN only. Tuy nhiên thì có một số trường hợp nó vẫn ảnh hưởng đến tính năng VPN. Nếu các bạn sử dụng các phiên bản khác nhau thì chúng ta có thể gặp các lỗi không kết nối được VPN. Nên chúng ta nên download các phiên bản phù hợp để test nếu đã kiểm tra đầy đủ các bước trên. Để kiểm tra tính tương thích thì các bạn truy cập vào trang support của FortiClient. Link mình sẽ để dưới comment. Chọn phiên bản FortiClient đang sử dụng. Kéo xuống dưới tìm và truy cập mục Compatibility. Nhấn Download PDF để mở file PDF này. Chúng ta sẽ xem bảng tương thích giữa phiên bản FortiClient EMS và FortiOS. Sau đó các bạn có thể thử download các file tương ứng về để kết nối thử VPN. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thêm các file release note phiên bản FortiClient mới hơn phiên bản đang sử dụng để xem có các bug liên quan đến lỗi các bạn đang gặp hay không. Các bạn quay lại trang FortiClient Support, tìm mục Release. Nhấn Download để mở file PDF cho dễ tìm. Tìm tới phần Remote Access. Ở đây có các bước liên quan đến các vấn đề SSL VPN. Các vấn đề này đã được fix trên phiên bản hiện tại này, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện trên các phiên bản thấp hơn. Nếu có lỗi mô tả giống với trường hợp chúng ta đang gặp thì các bạn có thể upgrade lên và test thử. Do SSL VPN sử dụng SSL TLS nên nếu các bạn sử dụng các phiên bản hệ điều hành cũ hoặc các phiên bản máy ảo để giả lập môi trường LAT thì chúng ta rất hay gặp các lỗi kết nối mặc dù tất cả các cấu hình đều đúng. Do vậy với SSL VPN, các bạn nên sử dụng các phiên bản máy thật và update lên các phiên bản mới để tránh lỗi về certificate. Trên đây là một số cách mà các bạn có thể thử để kiểm tra dựa trên tỷ lệ phần trăm khi các bạn kết nối VPN không thành công. Có rất nhiều mã lỗi khi sử dụng FortiClient và các mức phần trăm khác nhau. Trên đây chỉ là một số lỗi phổ biến và một số cách mà các bạn có thể kiểm tra nhanh. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.